buổi trưa anh em các bác thì nghỉ trưa thì em ra làm cây. Thì hôm qua mới hốt được em này để ủng hộ bác Cường ở chỗ Phú Diễn ấy. Thì mua ủng hộ bác Thanh Lý vườn Nam Điền ấy. Thực tế mua được con này cũng rẻ mà nó cơ bản là nó kích thước của nó phù hợp với phong cách chơi của mình. Những con kia thì đẹp biết đẹp nhưng mà to quá. Hôm nay thì triển khai con này để khoe con này các bạn. Cũng thực tế là nhìn sơ sơ cốt cũng chưa nhìn rõ lắm. Đấy, bây giờ lọc một số cái mầm để khoe các bác thôi. Cố gắng khoe các bác cái chứ bây giờ cây mà về mà không được khoe thì cũng buồn. Đấy. Rồi, để em sẽ lọc những cái mầm thở cái gì để khoe cái cốt của nó. Các bạn ạ, điền xịn. Đấy. Kích thước nó cỡ cao thì cỡ khoảng độ 25-30 phân này. 30 phân. Rồi. Bây giờ lọc mầm cho bác xem nó sẽ lộ dần ra. Em cũng chưa biết nó thực tế như thế nào. Rồi nha. Triển khai được không? Từ hồi có cái đôn này tiện quá. Cây to này mà bê đi được lại.
Rồi các bác, có thấy ok không? Quá nét luôn. Đấy, cây đang rất khỏe và mầm thở quá nhiều. Thường là rất là u biếu, tại vì cắt để khoe các bác thôi chứ thực tế là cứ nên thả đi. Nhưng mà Nam Điền thì vô tư, mùa này kể cả mùa đông này cắt thoải mái, nó sẽ u chui lên thôi nào. Cây nó đang rất khỏe. Đấy, một con cũng có thể làm thành bao vai nhưng mà thực tế cũng không làm thành bao vai. Đấy, mà làm sau này sẽ cắt cái cành này đi này, đẩy cái này sang và đầu là một cái ngọn giả đây, đẩy cái nhánh này sang để thế vào cái tay này đi, cái tay này sẽ lái sang để thấy có những bông đây, kiểu xoáy cho nốc lên các bác. Đấy, cái này thì bông bóng thôi hoặc là bông bóng thôi. Đấy, chỗ này đục thêm một chút, đục thêm một chút trên này. Đấy, quét một miếng trên này và cái phần bên này thì sẽ giật được tay một đây rồi, giật cái ngọn lên ở đây. Đây, giật cái này lên làm ngọn. Đấy, những cái này thì để nuôi u biếu thôi. Đấy, lọc sơ sơ rồi. Đấy, mặt nào cũng ok. Mặt nào cũng ok. Điền xịn, rất khỏe. Đấy, mặt này cũng rất hầm hố. Nếu mà cần thiết thì đục nhẹ chút ở đây. Nhưng mà đây nhưng mà không quan trọng lắm. Chân bệ rất ok, chân bệ rất ok. Đấy, chân bệ rất ok, mặt nào cũng chơi được. Mà sẽ lấy mặt này mặt chính, mặt này nhìn nó sâu. Đấy, thấy phê không? Quá phê đúng không con? Ba càng tay nhé. Đấy, u lùn cao đây. Đấy, bây giờ đấy nó khoảng 30 phân kể cả hoàn thiện. Đấy, rất tự nhiên, chưa có đục đẽo gì nhiều. Đấy, chút gì. Rất rụt rịt. Giật cái này lên ngọn hoặc là giật một cái tay đâu đây. Tay này là ok rồi. Nằm ngọn, mình bỏ đi. Này sao bỏ đi. Đấy là cái ý tưởng của em, sẽ nuôi cái này. Đấy, các bạn nhé. Rất ổn nhé. Rất ổn nhé, không có sẹo to nào cả. Mỗi chút chân chính này không còn đáng ngại. Rồi, cảm ơn các bác, chúc các bác ngày càng nhiều tác phẩm đẹp nhé.